Chào mọi người đến kênh của mình ha. Này cũng với mình có một số món đồ mọi người ha. Mọi người coi món nào thích hợp với công việc của mình thì liên hệ với mình ha. Thì rồi mình cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ kênh mình ha. Rồi đây có đồng hồ nữa ha. Rồi bãi đồng hồ Nhật nè. Đó. Rồi pin bana ha. Rồi mũi khoan ha. Móc ha, dây hơi ha. Đó. Rồi kiềm thuốc dây ha, bu lông ha. Rồi. Rồi mình vô mã số 1 ha. Rồi những món đồ mình bán là chưa gồm cái ship nha mọi người. Đó. Rồi mình bán đồng hồ nè ha. Hai cái nè. Đó, đây mình giới thiệu từng cái. 2 4 cái nè. 5 nè ha. 6 7 8 ha. 9 ha. Rồi hai cái này nó chạy từng cái tự động một cái ha. Đó, đây, mình giới thiệu từng cái mọi người xem. Đó. Đây nè ha. Đó, người giờ thấy pin hay gì ha. Đó. Đó, một cái ha. Đó là gì đây ha. Đó, bắt tờ nước gì ha, một cái này không chạy ha. Một cái. Rồi cái này ha, này cái loại Senko luôn nè. Đó. Đó, hai cái. Đây. Đó, cái này ha. Này cũng Senko luôn ha. Đó. Rồi ba cái. Đây. Này hiệu gì nhỏ ha. Bốn cái nha. Đó, cái này là không chạy không nha mọi người ha. Đó. Rồi này năm cái. Titigen ha. Đó, có dây ha. Rồi 5 cái nha. Rồi cái mặt này. Mặt này Paris. Đó. Đó vậy ha. Đó cái đồng hồ này. Đây. Đó. Rồi. Mấy nha. Đây. 6, 8, 9 ha. Cái mặt này 9 ha. Đây, cái này Bonoma nè ha. Bonoma cái bác sĩ ha. Lông ráp rồi ha. Đó, dây ha. Đó, dây này không cũng rất khó. Đây, bộ. Rồi. Rồi, cái này là, hai cái này là. Đó. Đó. Rồi cái này là cái hiệu gì nè. Đây, China ha. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha. Cái mặt này nữa 10 ha. Rồi hai cái đồng hồ này ha, hai đồng hồ chạy đây, Senko ha, này Casio ha, đây, đó Casio ha. Đây cá chô nè. Để lấy nét lại cho mọi người xem ha. Đó cá chô quát ha. Đang chạy luôn ha. Đó chỉnh này ok. Đó. Đó ha. Đó. Đây ha. Đây cái mặt sau đây. Cá chô vậy ha. Đó cái này chạy ha. Rồi một cái này là tự động luôn rồi ha. Cái này có dây luôn ha. Cái này 26 và valve 25 nè. Đây. Đó cái này nó bị xúc cái này ha. Đó cái này mặt kiến đó ha. Đó, đồng hồ này tự động luôn ha. Automatic ha. 25 và valve ha. Đó kiến vậy ha. Dây ok ha.
Lắc cái chạy mọi người ha. Đó. Tự động ha. Không làm cho veo nó bị rớt này nè. Mọi người coi mọi người. Đó. Cái đồng hồ này không là cũng mắc tiền mọi người ha. Đó. Đây. Xin cô gì nè mọi người ha. Đó cho bằng ha. Tự động luôn nha. Đó thì mọi người xem giờ cái mặt kiếm này nó chày chày nè. Thì người tháo ra vệ sinh ha. Đó, rồi ok. Giờ mình bán mã số 12 cái hồ, hai cái chạy ha, 900 nha mọi người ha. Đó, anh đóng hồ này. 900. Mã số 1 bán 900 ha. Đây. Bán dây hơi nha mọi người. Đây, mọi người xem giúp mình. Này, da băng luôn nha. Trên hộp nó ghi nguyên cuộn mới tinh luôn. Đó, bán da băng này. Đây là một mã của nó là FC nè. Trung bộ ha. 112 nè, 08 nè, 100 m nè ha. Đó, bán da băng nào rồi. Đây. Trên dây thì nó không đề ha, trên dây nó đề vậy nè. Đó. Đó, trên dây đi đề đã y chang cái thông số luôn ha. Đó, 12 nhân 8 đây, 12 nhân 8 là cái lỗ này 12 nè. Đó. 12 nè người ha. Rồi đường chính trong này 8 nè ha. Đó. 8 ha. Đó, dây này có hai lớp ha, dẻo nha mọi người. Đó. Dây làm dây hơi là ngon luôn ha. Đó, cái dày ha. Rồi dày mấy ly. Dày khoảng 2 ly mọi người ha. Đó. Đó. Rồi, đây khá dẻo ha. Rồi thì mình bán một mét nó là 20 ngàn nha mọi người ha. Đó, đây. Dày này. Đó, dày này xài ok ha. Nói chung là khá chắc nha mọi người. Đó, mình cắt ha. Đó. Cứ bán 10 mét trở lên ha. Không bán lẻ nha mọi người. Đó, trên 10 mét mình bán nha. Đó. Dây khá là đó này chống gãy luôn ha. Đó. Đây. Này mình thử dây cho mọi người xem ha, nó cũng dẻo ha. Đó. Đó. Rồi. Mã số mình bán là 1 m 20 ngàn ha. Đó, 10 mét trở lên ha. Đó, rồi. Thứ ba mình bán một cục pin pin banana ha. Đó, 3 chấm ha, da băng luôn ha. Đó, bên da băng luôn ha. Xe còn đẹp nha mọi người ha. Đó, 26 luôn ha. Đó, rồi mã số 2 3 mình bán 1 triệu mốt cho người ha. Đó đây sạc 81 ha. Đây ngoại hình ok ha. Đó. Đây thông số này gần là cho đít ha, sạc được 7V2 16V ha. Đó 21 32V ha. Đó. Sạc từ 14 nè, 10V 8 đến 28V ha. Rồi, test cho mình xem ngoại hình khá ok ha. Nhìn luôn ha. Rồi. Pin nhận sạc luôn ha. Đó, ok đang sạc ha. Đó. Đó, đang sạc luôn ha. Sạc đầy á, này nó cân bằng lại chớp chớp nhẹ nha mọi người ha. Chớp chớp từ từ nè. Đó như này, chớp từ từ là cân bằng, còn chớp 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 liên tục là đầy ha. Rồi. Rồi mã này mã 3 mình bán giá là 3 1 33 1 triệu mốt nha mọi người ha. Rồi. Rồi mã 4 mình bán 850 nè. Đây. Cây bù lông mà ruby cây này thấy đẹp quá mua giá cũng cao hơn ha. Rồi. Đây người trình thông số nó giùm mình. Đó, ruby ha. 14 14 ha. Đó mọi người nhìn đầu này. À. Ngoại hình cá ok ha, chỗ này nó rách rách chút không sao ha. Đó. Do bãi thôi. Đó người về dán lại ha. Đây. Rách này.
Còn cái này khá đẹp luôn ha. Đây, tem nó đó, im bắt ha. Đó, đây này thấy đẹp mới mua đây ha. Nó bị rách cho này ha, không sao ha. Đó, rách mũ hay rách cái cao su rồi này, vỏ pin nha mọi người ha. Đây, pin con đẹp mà nó chết seo ha. Đó, người giờ xây hay đóng gì ha. Đó, máy vỏ pin là 8,5 ha. Đây, cái chân nó giờ nhìn còn như mới luôn ha, còn mới luôn ha. Đó thì mình mua đây. Đó, đây mình test mọi người xem ha. Đây, mình pin mượn pin đóng vậy này. Đây. Đó, điều tốc luôn ha. Đảo chiều nè. Thắng ha. Tốc độ nhanh nè. Đảo chiều ha. Đó, điều tốc ok ha. Đó, đèn ha. Đèn đây ha. Đó. Tắt đèn ha. Đảo pin ha. Đó. Ok, này hai tốc độ ha. Đó, cái này ngoại hình cũng khá đẹp đó mọi người. Đây cái đầu nó nhìn ra. Thích xài luôn ha. Đó, nói chung là mình bán cây này ha, 850 cho mọi người ha. Đó, cây này cũng lạ đó, hiếm gặp ha. Đó, cây này chưa vệ sinh luôn nha. Rồi. Mình bán máy vỏ pin 850 ha. Đó, rồi về có pin rồi đóng ha, ruby bu lông ha. Lực con này chắc cũng cỡ trăm mấy 200 mọi người ha. Đầu không rơ lắc ha. Đây, này mình cầm này. Ừ, không rơ ha. Rồi, mã số 4 bán 850 ha. Máy vỏ pin nha mọi người ha. Đó, pin khá đẹp. Pin còn sale đây luôn á, thì mình bán đó. Rồi, mã số 5 mình bán đây, máy móc, còn mấy cái móc mình bán luôn ha. Đó, như clip trước mình giới thiệu. Đây, 200 cả ha. Đó. Mình giới thiệu lại cho mọi người xem. Đây, chiều dài của nó đây, tổng chiều dài ha. Khoảng 37 ha. Đó. Quay qua được ha mọi người ha. Đó, mọi người đã tài đây ha. Để đây để làm móc an toàn nè, ha, 16 ha. Pi 16 nè. Nè, quay qua được ha. Đó, mấy cái clip trước mình cũng giới thiệu rồi ha. Đó, còn khá ok ha. Rồi. Ở chỗ nằm bán 200 ngàn ha. Đó. Rồi mã số 6 đây. Mã số 6 180.000 clip mà bữa mình cũng có quay rồi. Này về được ít ha. Đó 180 ha, 10 cộng. Nói chung là dây này còn khá mới ha. Đây. Dài 2 mét nha mọi người ha. Đó. Nói chung đây 12 bè ha. Nó dơ thôi nó chùi cái ra mọi người. Nó dính bụi thôi. Đây. 12 bè ha. Đó, 12B. Đó, 12B cái đầu nó như mới luôn nha mọi người ha. Đó, nó chỉ dơ thôi ha. Giờ lấy khăn ướt chùi cái ra ha. Đó, chiều tải 12B ha. Đó, người kêu xem đồng dài 2m nha mọi người ha. Đây. Đồng nó khá dày luôn nha. Đó, người xem ha. Miếng này bên Nhật nó nối vô cái gì ha. Đó, đoạn nào cũng 2m ha. Rồi 10 cộng là 180.000 nha mọi người ha. Đó. Về được ít thì mọi người ai đặt thì bữa có mấy anh nào đặt á thì mình, nói chung này nó dơ này, lấy khăn ướt chùi cái ra này mọi người nhìn đầu đó nè, nó ít xài ha. Đó. Rồi mã số 6 180.000 ha. Rồi mã số 7 mình thanh lý cái khò này rồi đó. Đây bấm lên lửa ha. Đây nó dựng lên ha. Đây đó, lên lửa ha. Đó, chỗ này nó bị cấn bãi ha. Rồi 200 ngàn nha mọi người ha. Đó. Này gắn gắn mình ra thông dụng luôn ha. Đó, mình ra mình luôn. Nhưng mà mình gắn ra vô nó không không ra 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 ha. Cho mọi người mở ra vệ sinh ha. Đây. Dặn vô dặn ra ok nha. Không biết nó nghẹt hay gì. Đó. Đó, dặn ra ha, bấm lửa ha. Đây cái này còn. Đó, nó bị cấn đây mà vẫn còn ok nè đó. Cứng bãi ha, không đáng kể gì ha. Rồi đo chiều dài cho người xem.
khoảng 70 ha. Đó. 6 70 ha. Đó. Rồi gắn mình ra thông dụng nha mọi người. Đó. Cái mã của nó đây. Gắn mình ra thông dụng mình đó. Đó. Thì mình test thấy nó không ra ra thôi bán luôn. Đó, 200 ha. Đó số 7. 200 ngàn ha. Đó. Đánh lửa nha mọi người, vẫn còn ok nha. Rồi mã số 8 mình bán một cọng dây nè, 300 nha. Đây. Đó. 300 ha. Đó. Đây dây rồi. 7.5 vậy nè, dây của Nhật luôn ha. Đó. Cái đầu nó vậy mà ha. Đó. Thì mua bãi sao thấy mình thấy cây này nó là lạ quá mua. Đó. Đầu nó dặn gì đó. Dài dây dài khoảng 3 mét ha. Đó, dây dẻo rồi ha. Đó, không biết nó xịt cái gì mà. Đó. Đó, cho mọi người xem ha. Đây cái súng nữa đây, để mở cái đầu ra. Này, nó tròn cái gì nè. Đó, mọi người rành coi thì biết ha. Đó, này nè, bét nó ha. Đây. Đầu đó ha. Đó. Có tròn nữa ha. Đây. Thì mọi người rành coi ha, chứ mình mua thấy mình mua mình bán thôi. Không biết test nó công dụng gì nữa. Đây. Bóp ha. Đo chiều dài cho mọi người xem. Chiều dài tới cái này khoảng 30 ha mọi người ha. Đó. Cái này xuống đây khoảng 15 ha. Rồi. Đó, thì cái đầu này ha. Nó dặn giống như cổ dê nữa người đó. Rồi mình bán cái dây này với cái súng ha. Đó, súng. Đây của Nhật luôn nè mọi người. Đó. À, nói vậy ha. Rồi mọi người xài giờ công dụng gì xài ha. Mình cũng không biết test này nó xài gì đâu. Mình bán 300. Đó, mùi cho thấy. Đó, có dây nữa ha. Rồi mã số 8 300 ngàn ha. Rồi mã số 9 bán cái kèm tước nữa ha. Đó, hiệu MCC ha. 220. Đây. 17 ha. Đó. Chiều ngang của này khoảng 3,5 ha. Đó. Em tức cho người xem. Đây. À. Tức ra ha. Rồi để cho đây rồi người tước ha. Đó, ok ha. Đó. À, vừa bên đây tước vỏ bên đây tước dây ha. Đó. À, nè để vô là ghim bật ha. Đó. À, rồi mã số 7 mình bán, mã số 9 mình bán 220 ngàn ha. Rồi. Rồi bán số 10 mình còn ba cái zippo rồi ha. Đó, bán 300 luôn, bán không bán lẻ luôn ha. Lục cái còn đó. Đây. Hai cái ha. Ba cái ha. Chỗ này nó cái này nó bị hơi xét xét ha. Xét này không sao mọi người ha. Đó. Xét xét ha. Nhưng mà trong rồi mới ha. Đó. Đó ha. Đó, nắp này xét không đáng kể ha. Đây hiệu Toyoki đó, trước mình cũng có bán còn dư mấy cái lục ra còn. Toyoki ha. Đây. Đó. À. Rồi bán ba cái luôn ha. 49 là tiêu chuẩn xuất nhật nha. Nó có cái rồi mã số 10 bán ba cái bô 300. Rồi mã 11 này mình bán một cái 150 ha. Đó. Đây bạn bán 1.300 yên rồi, cái này lấy mới chưa xài luôn, cây này lấy
Đông Đinh đó mà. Cái này là đây, đó, đây chiều dài của nó 16 ha. Đó. Như cái đinh nó rồi hít vô nè, đó. 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 Hít vô ha. Đó. Hít vô đóng vô tường ha. Đó. Đồng để vô đặt vô tường rồi, đó. Đóng vô ha. Đó, vậy thôi. Nè, còn mới luôn ha. Đó, cái này có 500. Rồi cây này cây đó này nè, đây. Đó, cái giấy nè. Đó, hấp đinh vô ha. Đó. Rồi bán 150 thôi người ha. Đó. 81. Rồi 32. Bán một cái phần cắt nha. Về mấy cây nữa ha. 208 nha. Đó. Đây. Này của Gen ha. Của Đức nha mọi người ha. Nói chung quý quý ha. Đó, Gen. 7230401 ha. Đó. Đây. Ở dưới đây này ha, đây cũng đóng ha. 7230 ha. Đó. Đây cái thứ mọi người xem. Đây chiều dài nó khoảng 17 ha. Đó. Cái lưỡi đó, từ lưỡi xuống đây khoảng 6 phân rồi 7 phân ha. Đó. Đây. Chắc cho người xem thử. Bén không? Đó, ha. Đó, khá bén luôn ha. Cây cây Nhật không có bằng đâu ha mọi người ha. Đó, rồi. Mã số 8 bán. Cây này như chưa sử dụng luôn. Mã số 12 bán 208 ha. Rồi, để mình đi 8 gồm mấy mũi khoan nè. Đó. 28 nha. Đây. Một mũi. Hai mũi, cái này chắc khoan cái nóc hay gì rồi. Đó. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mũi vàng ha, cái này là mũi vàng nè ha, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi cái mũi taro này nữa ha. Mũi taro, taro mấy? 14 x 2 ha. Đó. 25, 14 nữa thôi. Đó. Đó. Đó, 14 x 2 tiêu chuẩn Nhật ha. Đó. Rồi để mình đo lẹ thôi ha. Cái này thì để mình đo mấy phân. Cái này có đề nè. 7 ly 9 vậy nè. Đó. 1 mũi. Cái này là để đo này đi. 7 ly ha. 2 mũi. 7 ly luôn 3 mũi. 7 ly luôn, 4 mũi. Mũi này là nhiêu? 9 ly ha. 1. Thì nói chung là tầm mũi 7 trở lên đúng không? Cái này mũi chắc mũi 6 đó. 2. Đó thì mình bán vậy nè. Vậy nè, đếm lại cho người ha. 3 nè. 5, 7 nè. 8, 9 nè. 10, 11. 2, 3, 4, với là mũi ta lô 15 ha. Đó, 208 ha. Đó. Mũi Nhật nha mọi người ha, hàng bãi Nhật. Đó, mình bán mã số 13 là 280 ngàn ha. Đó, đây gọn. Rồi, mã 14 bán 408 nè. Đó. 408 nha. Đây. Này mình chắc đếm mũi thôi, chứ không có thời gian đo nữa ha. Đó, mũi lớn, 1, 2 nè. 26 nè. À. 7 nè ha. Đó. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. 14 nè. Đó.
16 nè, 18 nè, 19 nè, 19 mũi. Nói chung là cái phi mười mấy không hơn ha. Đó. Rồi hai mũi này nữa ha. Đó. 51 mũi ha. Đó thì người xem rồi về chứ bán gom là bán luôn chứ không. Đó. Mũi này dài khoảng 20 ha. Đó còn mũi này khoét gì nè. Cái gỗ lấy lỗ vậy ha. Đó, 7 phân ha. Đó cái này nó có cỡ nè. Ha. Là tổng cộng 21 mũi ha. Rồi mình bán giá là 480 cho mọi người ha. Đó. Này chắc mũi mười mấy trở lên đó mọi người ha. Đó. Rồi 480 34 ha. Rồi mã 15 mình bán một cái thùng khoan nè. Đó. 350 ha. Đây thùng nó 1 đến 13 nè, đó, nhân 0.1 ha. Có hai quả sách luôn ha. Đó. Rồi cái thùng đây. Đây chiều dài 34 ha. Bề ngang 4 phần 2 ha. Đi sâu xuống 6 phần ha. Cái này 14 phần 2 ha. Đó. Đó, mình đo cái trước mọi người. Đây. Đây. Đó, đựng nè. Mũi 6 ly nè. Đó, 6 ly, 4 ly ha. Đó, nguyên dạng. Đây, mọi người xem. Đây mình lý sờ đó. 6 ly 4, 6 ly 1, sau đó xuống ha, hạ xuống dần ha. Đó. Tới 1 ly mấy ha. Rồi. Bên đây nè. 14 ly, 13 ly nè. Đó, 14 ha. Hai tầng ha. Đó. Chỗ này có mớp chút nha mọi người. Đó. Đây. 10 ly xuống ha. Đó, này đừng mua lớn ha. Đó. Bên này cũng vậy ha. Bên này cũng vậy ha. Đó. 10 12 ly, 11 ly 4 đến 12 ly 2 ha. 93 ha. Đó. Rồi, đó đây. Mình để cái thùng cho mọi người xem vậy nè. Đó. Đó, mọi người đừng khoan à, đừng gì ha. Đó. Đó ha. Đó người đựng nè, đó, gấp xuống ha. Đó. Từ 13 ly trở lại ha. Đó. Đầy đủ luôn ha, đầy đủ cỡ luôn. Thùng này nặng khoảng 2 cái máy đó, từ 1 đến 13 nè mọi người. Ha. Đó. Thùng này khá chắc ha. Rồi. Có hai quả sách luôn ha. Ok ha. Rồi. Mã 15 bán 350 thôi mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem kênh. Hẹn mọi người ở clip sau ha.